Việt Hoàng, biên tập viên mặn nhất VTV sẵn sàng hoán đổi giới tính ngay trên sóng truyền hình, ơ ờ, mặt mộc xinh quá. Nhắc đến những màn cà khịa, 10 điểm của VTV là ai cũng nhớ ngay đến biên tập viên Việt Hoàng, người được mệnh danh là vựa muối quốc dân. Từ lâu, biên tập viên Việt Hoàng đã luôn được khán giả yêu mến với phong cách châm biếm sâu cay và hóm hình. Nhiều dân mạng khẳng định nhờ anh Gia Nâu, nickname của Việt Hoàng mà nhiều vấn đề thời sự bỗng gần gũi, vui vẻ hơn hẳn. Bên cạnh đó, Việt Hoàng và đồng nghiệp tại VTV của mình cũng chứng minh nhà đài đang càng ngày càng trẻ trung và bắt sóng mạng xã hội nhanh hơn. Điển hình là chen nào vừa mới kịp chớm hát thôi là đã lập tức được lên sóng ngay rồi. Biên tập viên Việt Hoàng trước nay luôn nổi tiếng với các màn cà khịa, cực đỉnh và bắt trên cực nhanh. Và nếu trào lưu thu hút dân tình nhất hiện tại là chuyển đổi giới tính thông qua một ứng dụng chụp ảnh thì chẳng có lý do gì mà biên tập viên mặn nhất VTV của chúng ta có thể bỏ qua hết. Trong chương trình chuyển động 24 giờ trưa ngày ngày 20 tháng 6 vừa qua, biên tập viên Việt Hoàng đã nâng tầm khả năng cả khịa của chính mình khi không ngần ngại tự biến đổi gương mặt của mình, thành nữ ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Việt Hoàng phiên bản nam và phiên bản nữ. Nhìn màn hoán đổi cực mặn này, khán giả ai cũng phải phì cười. Đồng thời, mọi người cũng phải cảm thán rằng nếu Việt Hoàng, phiên bản nam rất điển trai và lịch lãm thì Việt Hoàng, phiên bản nữ xem chừng cũng ra dáng mỹ nhân lắm không son, không phấn, đóng cả bộ vét thế kia mà nhan sắc vẫn không bị dìm thì là quá đỉnh cao rồi còn gì. Clip phần phát sóng của biên tập viên Việt Hoàng hiện đã nhận được hơn 59 k lượt like và hơn 6,2 lượt xe. Một con số cực khủng chứng minh độ mặn của chàng biên tập viên vẫn cứ ở phong độ top đúng không? Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.